Xin chào, mình là Di Di. Mình là Hana. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng mở hộp Oppo Reno 5. Ta-da! Ok, giống như cái video hiển thị kép vừa rồi thì hôm nay mình sẽ không unbox một mình già cỏi khô cứng nữa, mà sẽ có một người bạn tươi trẻ là Hana. Mình cũng sẽ không làm khó cô bé này quá nhiều, mà Hana sẽ bắt đầu với phần hộp cũng như là thiết kế của Oppo Reno 5. Và trước tiên thì chúng ta hãy nói về hộp của sản phẩm này. Về lần này thì Oppo đã thay đổi phần ngoại hình, chúng ta sẽ thấy nó có một cái màu xanh nhưng mà sẽ khác so với lại là màu xanh truyền thống. Và tiếp theo thì chúng ta hãy xem là trong hộp sẽ có gì nha. Và lần này thì trong hộp chúng ta vẫn sẽ có đầy đủ tất cả những phụ kiện như là sách hướng dẫn sử dụng, cái bao, và đây là cáp sạc Type-C, củ sạc SuperVox và tai nghe nữa. Vậy là Oppo đã không cắt giảm cục sạc để mà bảo vệ môi trường. Và một điều nữa đó là Oppo vẫn còn giữ lại tai nghe, một cái điều mà những cái hãng khác đã bỏ từ lâu rồi. Về phần thiết kế, ấn tượng đầu tiên của mình là cầm em này trên tay cảm giác rất là mỏng nhẹ cũng như là vừa tay. Và thứ hai đó là phần mặt lưng, thì mặt lưng này có cái hiệu ứng đổi màu Radiant rất là đẹp. Và thứ ba đó là nó được hoàn thiện ở chất liệu là nhám, cho nên là sẽ không bị bám dấu vân tay cũng như là bị bám bẩn. Và riêng về phần đổi màu thì đó là phần mà mình thích nhất ở trên chiếc điện thoại này, bởi vì mình chỉ cần nghiêng nhẹ là nó đã đổi màu rất là đẹp, thì nó đẹp hơn rất là nhiều so với lại là những cái chiếc điện thoại đổi màu mà mình đã từng thấy. Và đó là những cảm nhận bên ngoài của mình về chiếc Oppo Reno 5. Còn phần bên trong cũng như tính năng thì mình sẽ nhường lại cho chị Vi. Ok, bây giờ thì mình sẽ nói về phần còn lại của cái máy này. Đầu tiên là màn hình, thì chúng ta sẽ có một cái màn hình AMOLED với độ phân giải là Full HD Plus và tốc độ làm tươi 90Hz. Trong trải nghiệm thực tế thì mình thấy là cái màn hình này khá đẹp với tầm giá của nó, góc nhìn rộng. Một cái điểm cộng của màn hình này liên quan đến cả phần thiết kế đó chính là màn hình dạng chấm ô. Thì đó là cái cách mà Oppo gọi. Đại khái là như chúng ta hay biết là màn hình nốt ruồi thay vì giọt nước hay là tai thỏ. Cá nhân mình cho rằng đây là cái lựa chọn tối ưu nhất để mình có thể tiết kiệm không gian màn hình, và một cái chấm đen như thế này thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến trải nghiệm. Quan trọng là mình cũng không cần phải ẩn camera hay gì đó để ảnh hưởng đến chất lượng của cam selfie. Về bảo mật thì chúng ta sẽ có cảm biến vân tay trên màn hình, và cái cảm biến vân tay này cũng tương đối nhanh nhạy, mình chỉ cần chạm một cái, đừng có kiểu như là các bạn sờ nhẹ. Chỉ cần có đủ lực ấn thôi thì nó sẽ mở khóa nhanh và lập tức. Nhân tiện nói về màn hình này thì mình muốn chia sẻ luôn vài tính năng mà Oppo mới thêm trên chiếc Reno 5 này, mình khá thích và mình thấy là nó cũng rất hữu ích trong đời sống thực tế hàng ngày chúng ta. Cái thứ nhất đó chính là chống nhìn trộm. Thay vì các bạn phải dán một miếng kính cường lực hạn chế góc nhìn của điện thoại và có lẽ đi ngược với sự phát triển, thì mình đã có sẵn cái tính năng này ở trên điện thoại trong phần quản lý thông báo. Và khi mà mình bật tính năng này lên, nếu như điện thoại nó phát hiện ra có khuôn mặt của một người khác không phải chủ nhân của mình đang nhìn vào điện thoại này, thì nó sẽ tự động ẩn cái nội dung của những cái tin nhắn đến, và mình có thể lựa chọn là cái nội dung của cái ứng dụng nào được ẩn. Tất nhiên là để làm được điều này thì các bạn cũng phải cài đặt nhận diện khuôn mặt trên điện thoại trước đó. Thứ hai đó chính là cử chỉ không chạm, và nó không phải là kiểu màu mè đủ phép cho có rồi trở nên vô dụng, mà mình thấy là nó thực sự hữu dụng trong đời sống thực tế luôn. Cụ thể là mình chỉ cần đưa tay cách điện thoại khoảng hơn, không cần đụng vào như thế này là mình đã có thể tắt chuông điện thoại đến, hoặc là mình có thể vẫy một cái để nhận cuộc gọi, hoặc là khi mà các bạn xem video trên YouTube, Facebook thì mình có thể vẫy để mình cuộn trang. Và ngoài ra có một cái điểm cộng nữa, đó là trên Oppo Reno 5 thì mình sẽ có Always On Display mà các bạn có thể tùy biến cá nhân hóa về màu sắc, phông chữ, các thứ. Về hiệu năng thì lần này Reno 5 sẽ được trang bị con chip Snapdragon 720G đi kèm với RAM 8GB và bộ nhớ trong 128GB. Bộ nhớ trong thì nghe có vẻ hơi ít so với mặt bằng chung hiện tại, nhưng mà các bạn yên tâm là mình vẫn có khe cắm thẻ nhớ mở rộng. Và chiếc máy này khi mà bán ra thì sẽ chạy ColorOS 11.1 được tùy biến từ Android 11 luôn. Nó sẽ có rất là nhiều những cái tính năng thông minh ngoài những cái sẵn có của Oppo trước đó mà mình sẽ tìm hiểu thêm trong cái video sau. Về pin thì chúng ta sẽ có viên pin dung lượng 4310 mAh đi kèm với sạc nhanh 50W. Lần này thì không gọi là VOOC hay là SuperVOOC, nhưng mà củ sạc tặng kèm thì vẫn là củ sạc SuperVOOC, và ngoài ra thì nó vẫn có những cái chứng chỉ an toàn khi mà sạc nhanh, và mình có thể sạc được khoảng 80% pin chỉ trong vòng 31 phút. Nói về camera thì đối với camera selfie chúng ta sẽ có một chiếc camera 44MP, và camera selfie thì vẫn tiếp tục là thế mạnh của Oppo, hình ảnh vẫn rất là lung linh, mình hầu như là không cần phải chia sẻ gì nhiều, đặc biệt là đối với khi mà các bạn chụp ảnh ngược sáng thì mình cảm thấy là nó còn làm tốt hơn so với những cái thế hệ trước. Về camera sau thì chúng ta sẽ có cụm 4 camera, gồm một camera chính 64MP,
một camera góc siêu rộng 8 megapixel và hai cái camera phụ đều có độ phân giải là 2 megapixel. Về chất lượng camera thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm trong cái video review sau. Còn bây giờ thì mình sẽ lướt nhanh một số hình ảnh đã chụp thử để cho các bạn xem, cũng như là chia sẻ về những cái tính năng camera mới mà Oppo thêm vào rất là nhiều. Cụ thể là chúng ta có video hiển thị kép, giống như là đầu cái video mà các bạn xem này, mình có thể là cùng lúc quay cả trước và sau, và mình có thể chọn bố cục nữa. Các bạn không cần làm gì nhiều, chỉ cần bấm một phát ở trên điện thoại thôi. Cái thứ hai là video phơi sáng kép, thì mình có thể tạo nên những cái video ạt ạt, bởi vì giống như cái tên phơi sáng kép thì nó sẽ chồng hai cái video lại với nhau. Mình có thể thêm những cái bối cảnh có sẵn hoặc là tự quay cái bối cảnh ở bên ngoài, và nhìn cái video mình nó hay hay hơn rất là nhiều. Và còn một cái video mới khá là hay nữa, đó là video tăng cường AI, thì nó sẽ kết hợp giữa cái HDR trực tiếp và cái Ultra Night. Khi mà mình quay video để cái video mà ngược sáng hay là video khi mà quay thiếu sáng thì cái chất lượng nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Bởi vì đây là hai cái vấn đề thường gặp nhất khi mà các bạn quay phim trên điện thoại. Đa số thì khi mà quay đủ sáng đều rất là ok, nhưng mà thiếu sáng và ngược sáng thì nó sẽ dễ thấy được vấn đề nhất. Cái này thì mình sẽ test kỹ hơn trong video review sau nữa. Song song đó thì những cái tính năng như là chân dung màu này hay là chân dung đơn sắc vẫn tiếp tục có mặt và được cải thiện nhiều hơn trên cái chiếc Reno 5 này. Ngoài ra thì về phần chụp ảnh cũng có thêm nhiều cái, có những cái là tính năng cũ quay trở lại như là Ultra HD 108 MP. Nói chung là Reno 5 có quá nhiều tính năng mới, nhưng mà quan trọng là những cái tính năng đó nó dễ dùng và nó sẽ giúp mình có thể sáng tạo hình ảnh tốt hơn trong cái xu hướng hiện tại. Đó là những cái chia sẻ, những cái cảm nhận về cái chiếc Reno 5 này cũng như là những cái tính năng mới, nói chung là quá nhiều đi. Hẹn các bạn trong video review tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.